Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau. Thêm 100 triệu đô la Mỹ tài trợ cho thương mại xanh. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bộ sưu tập đàn đá Khánh Sơn. Một bình luận quốc tế với chủ đề cuộc bầu cử sơ bộ mở màn mùa bão tại Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh BII của Ngân hàng Phát triển Châu Á vừa công bố thỏa thuận hợp tác 100 triệu đô la Mỹ cho chương trình tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng của ADB. Việt Nam sẽ là nơi khởi đầu triển khai gói này nhằm cấp vốn cho thương mại xanh, tức giao dịch hàng hóa phục vụ phát triển xanh. Gói này tập trung hỗ trợ vốn cho các giao dịch phục vụ phát triển năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu. Đối tượng nhắm đến là các nhà nhập khẩu pin mặt trời, tua bin gió, xe điện và nông sản ở châu Á. Hai tổ chức cho biết thỏa thuận sẽ giúp các ngân hàng quốc tế tăng cường hỗ trợ cho các ngân hàng trong nước, bước đầu thực hiện tại Việt Nam trước khi mở rộng tới các quốc gia khác trong khuôn khổ hỗ trợ của BII và ADB. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 73 về việc công nhận bảo vật quốc gia đợt 12 đối với 29 hiện vật, nhóm hiện vật đang được lưu giữ tại các bảo tàng, trung tâm bảo tồn, di tích lịch sử văn hóa trong toàn quốc. Đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách 29 hiện vật, nhóm hiện vật này là bộ sưu tập đàn đá Khánh Sơn, niên đại khoảng 2.500 đến 3.000 năm cách ngày nay, đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa. Bộ sưu tập đàn đá Khánh Sơn gồm hai bộ có ký hiệu A và B với 12 thanh kích thước khác nhau được gia đình Boboren, người dân tộc Ra Lai, tìm thấy ở núi Dốc Gạo, xã Trung Hạp, huyện Khánh Sơn, nay là thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn. Đầu năm 1979, ông Boboren đã bàn giao lại hai bộ bàn đá này cho chính quyền. Sau đó, hai bộ bàn đá này đã được đem đi giới thiệu, biểu diễn ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và được đưa về nghiên cứu, sáng tác, bảo quản tại Khánh Hòa. Cho đến nay, đã có hàng chục tác phẩm sáng tác, thể nghiệm và dàn dựng thành tiết mục biểu diễn cho hai bộ đàn đá Khánh Sơn. Mặc dù hoạt động xuất nhập khẩu năm 2024 được dự báo vẫn đối diện với nhiều rủi ro khó đoán định, song Bộ Công Thương vẫn đặt chỉ tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 6% so với năm 2023. Cán cân thương mại tiếp tục có xuất siêu. Vậy, cơ sở nào để đạt được mục tiêu này? Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 40,3 tỷ đô la Mỹ, rau quả đạt 5,69 tỷ đô la Mỹ, thủy sản 9,2 tỷ đô la Mỹ, gỗ và các sản phẩm từ gỗ 13,5 tỷ đô la Mỹ, điện thoại và linh kiện đạt 53,7 tỷ đô la Mỹ. Mức độ suy giảm trong nhập khẩu tiếp tục được thu hẹp qua từng quý của năm 2023. Đây cũng chính là cơ sở để các ngành hàng đặt ra mục tiêu cho năm 2024. Chúng tôi sẽ đặt ra là xuất khẩu khoảng 44 tỷ đô la Mỹ. Cơ sở mà chúng tôi đặt ra, một cái mục tiêu mà xuyên suốt như tôi nói là đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa khách hàng và đang dạng hóa mặt hàng. Cái thứ hai là ngành dệt may Việt Nam chúng ta đã chủ động được trong về giải pháp về công nghệ, đặc biệt là cái công nghệ thiết kế 3D và tự động hóa của một số công đoạn. Phân tích những tín hiệu thị trường của quý tư 2023, các chuyên gia đánh giá mục tiêu tăng trên 6% là mục tiêu tham vọng của ngành xuất nhập khẩu Việt Nam. Tuy nhiên mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được. Định vị Việt Nam là một cái thị trường xuất khẩu mà thị trường xuất khẩu xanh và bền vững và qua đó là nhằm phát triển xuất khẩu bền vững cho nước ta. Thứ hai, đó là tham mưu cho Bộ trưởng trực tiếp tổ chức và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn và nâng cao năng lực xúc tiến thương mại cho các tổ chức xúc tiến thương mại cũng như là cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Trong bối cảnh xuất khẩu sang các thị trường lớn đều sụt giảm, thì kim ngạch xuất khẩu sang các nước châu Phi, Đông Âu, Bắc Âu, Tây Á lại tăng, cùng với đó là cơ hội thực tế mà các doanh nghiệp đã khai thác được từ các hiệp định thương mại thế hệ mới. Đây cũng là một trong những cơ sở để đặt mục tiêu xuất khẩu năm 2024 tăng trên 6% so với năm 2023. Tiếp tục chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng Hòa năm 2024 ở Iowa bắt đầu vào tối ngày 15 tháng 1 giờ Mỹ, tức sáng ngày 16 tháng 1 theo giờ Việt Nam, đã chính thức mở màn cho một mùa bầu cử nhiều cam go tại Mỹ. Và có thể nói mọi thứ đã diễn ra không thể hoàn hảo hơn đối với cựu Tổng thống Donald Trump khi ông đã có màn trình diễn lịch sử khiến các đối thủ phải chật vật. Trong chặng đua đầu tiên kể từ khi đối mặt với 4 cáo trạng hình sự và cáo buộc về việc kích động một cuộc nổi dậy, ông Trump đã giành được chiến thắng ấn tượng với cách biệt 30 điểm một cách dễ dàng trước hai đối thủ chính là bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đồng thời là cựu tổng thống bang South Carolina, và ông Ron DeSantis, thống đốc bang Florida, phát súng lệnh tại bang Iowa là phép thử đầu tiên đối với nỗ lực tái tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump. Cụ thể, ông Trump đã giành được 51% phiếu bầu, theo sau là ông Ron DeSantis 21% và bà Nikki Haley 19%. Điều này khẳng định uy tín gần như tuyệt đối của ông Trump đối với đảng khi ông tìm kiếm vị trí ứng cử viên tổng thống lần thứ 3 liên tiếp và tái đối đầu với đối thủ của đảng Dân Chủ Joe Biden. Bất chấp điều kiện thời tiết giá lạnh và nhiệt độ một số nơi giảm xuống âm 42 độ C, cử tri Iowa đã đến 1.600 địa điểm họp kín để bỏ phiếu. Theo các cuộc thăm dò trước bỏ phiếu của NBC News, 64% người tham gia họp kín cho biết ông Trump vẫn đủ khả năng trở thành tổng thống ngay cả khi ông bị kết án. Chỉ 31% số người được hỏi cho biết ông Trump sẽ không đủ khả năng để phục vụ tại Nhà Trắng nếu bị kết tội. Họ khẳng định ủng hộ một người đã tái lập Đảng Cộng Hòa thông qua khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, một dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của ông ở một bang đã từ chối chiến thắng của ông 8 năm về trước. Hiện cựu Tổng thống Trump đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc truy tố tại Tòa án Liên bang và cấp bang liên quan cuộc bầu cử năm 2020, việc xử lý sai các tài liệu mật và trả tiền để bịt miệng một ngôi sao phim khiêu dâm. Ông là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt cáo buộc hình sự và bị truy tố trong 4 vụ khác nhau. Ngay sau chiến thắng của mình trong cuộc họp kín của Đảng Cộng Hòa ở Iowa, ông Trump đã tới New York để tham dự phiên tòa bắt đầu xét xử tội phỉ báng dân sự do nhà văn Jean Caron đưa ra, người đã cáo buộc ông Trump phỉ báng bà sau khi bà cáo buộc ông tấn công tình dục nhiều thập kỷ trước đó. Dự kiến vào tháng 3 năm 2024, ông cũng sẽ phải trình diện tại Tòa án Liên bang Mỹ liên quan vụ kiện cáo buộc ông tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Tuy đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự, song trong một bài phân tích của mình, Reuters đã chỉ ra 4 lý do khiến ông Trump rất có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024. Trước hết, đó là sự không hài lòng của cử tri đối với nền kinh tế Mỹ dưới thời Tổng thống Biden. Nhà Trắng lập luận rằng nền kinh tế Mỹ đang ở trạng thái tốt, với tỷ lệ thất nghiệp giảm từ tỷ lệ 6,3% khi ông Trump rời nhiệm sở xuống mức thấp gần như lịch sử là 3,9%. Lạm phát cũng hạ nhiệt từ mức đỉnh hơn 9% vào tháng 6 năm 2022 xuống còn 3,2% vào tháng 10 năm nay. Nhưng phần lớn công chúng, bao gồm nhiều cử tri da màu và cử tri trẻ, lại suy nghĩ khác. Họ cho rằng tiền lương không bắt kịp với sự gia tăng chi phí của hàng hóa và dịch vụ thiết yếu như ô tô, nhà ở, chi phí chăm sóc trẻ em và người già. Khi ông Biden nói về nền kinh tế, người Mỹ nghĩ đến khả năng chi trả, chứ không phải các chỉ số kinh tế. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, phần lớn cử tri coi Đảng Cộng Hòa là những người quản lý nền kinh tế tốt hơn, mặc dù ông Trump chỉ đưa ra những đề xuất thiếu rõ ràng. Các cuộc thăm dò cho thấy, cử tri lo lắng về dòng người di cư và vượt biên giới Mỹ-Mexico bất hợp pháp. Ngoài ra, cuộc xung đột ở Ukraine và ở giải Gaza cũng chia rẽ cử tri Mỹ. Thông điệp nước Mỹ trên hết của ông Trump có thể nhận được sự ủng hộ của một bộ phận lớn cử tri đang cảnh giác với việc Mỹ sẽ can dự nhiều hơn vào Ukraine hoặc Israel. Tuy vậy, tất cả những điều này không có nghĩa là ông Trump nắm chắc phần thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm sau. Ở nhiều nơi trên nước Mỹ, ông Trump vẫn chưa được lòng dân. Những tuyên bố mang tính kích động của ông, bao gồm cả những lời đe dọa trả thù các đối thủ chính trị, cũng có thể gây bức xúc cho những đảng viên Cộng hòa ôn hòa và cử tri độc lập, những cử tri mà ông rất cần để đánh bại ông Biden trong cuộc chạy đua năm tới. Iowa là bang đầu tiên của Mỹ tổ chức bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa thông qua hình thức họp kín. New Hampshire là bang thứ hai với cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 1. Tiếp đó, Đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức các cuộc họp kín vào ngày 8 tháng 2 tại bang Nevada trước khi tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina vào ngày 24 tháng 2. Theo tờ Wall Street Journal, trong lúc ông Trump chiếm vị thế áp đảo tại Iowa, bà Haley lại quan tâm tới New Hampshire. Bà đang giành được chỗ đứng tại New Hampshire và các cuộc thăm dò mới đây cho thấy sự ủng hộ đối với ông Trump tại New Hampshire giảm nhẹ trong những tháng gần đây. Về phía Đảng Dân Chủ, lịch tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ đã được điều chỉnh. Theo đó, quá trình bỏ phiếu của đảng này sẽ diễn ra trước tiên ở những bang có sự đa dạng về văn hóa và dân cư trước khi tiến hành ở bang Iowa.
Ngoài ra, cuộc bỏ phiếu năm nay ở Iowa của đảng này chuyển từ hình thức họp kín sang bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc bỏ phiếu trực tuyến. Kết quả bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ tại bang Iowa sẽ được công bố vào tháng 3 năm 2024. Và một bình luận quốc tế cũng đã khép lại bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.